Chỉ một ngày sau cuộc họp chính sách của Fed thì hai ngân hàng lớn khác là Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và Ngân hàng Trung ương Anh cũng vừa kết thúc cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm 2023. Vâng, và đúng như dự báo thì ECB và BOE đều quyết định giữ nguyên mức lãi suất hiện tại. Và cụ thể thì BOE đã duy trì mức lãi suất cơ bản là 5,25% trong bối cảnh lạm phát đã hạ nhiệt và xuống mức thấp nhất 2 năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy trong tháng 10 vừa qua, GDP của Anh bất ngờ suy giảm 0,3% do hoạt động do dịch vụ sụt giảm. Còn với ECB thì cơ quan này cũng giữ nguyên mức lãi suất tiền gửi ở mức 4% và chấm dứt chuỗi 10 lần tăng liên tiếp chưa từng có. ECB cũng đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng của năm nay xuống mức 0,6% và lạm phát ở mức 5,4%.